Đây, này có Vy Tân con nè, này có cô Cải nè. Bây giờ mấy chị em vui quà Noel. Bên đông không ai, không có bên đông rồi. Cái này có bên Kiên. Còn cái nào cũng là bút cơ. Trời ơi, cái chiếc xe này giống nhau, coi chừng lộn. Nè, có Harry đây. Harry để đây. Rồi, cô đi ngồi đây. Rồi. Chứ nữa, có tụi trẻ bé hay là hãy tụi trơn. Kìa, có Mickey nữa kìa. Đây, có Mickey. Đây, của con. Đây, của con. Kìa, cặp kia của con. Cặp kia của con luôn. Kìa, cặp sau lưng của bạn Khải cũng là của con luôn kìa. Đi, một cái đu. Được chưa? Bây giờ ai khui trước, từ từ đuối xung quanh. Con, đi, con. Ô thiên cho em đi trước đây. Rồi, khóa át tăng, át tăng. Rồi em đi. Em đi khui đi, em đi khui cho mẹ coi có gì. Cái này nhá. Em mở ra. Đợi, 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 em khui đi, em khui đi, em khui. Hả? Em khui đó hả? À, em khui trước đây, cái kia dễ kìa, em khui trước đi. Rồi, em khui đi. Rồi, em khui, chị hai có khui giùm em đi chị hai. Nhớ qua phụ em đi. Đây, đây, chị hai gỡ cho con. Cái này nè, cái này nè. Nó chị đi. Con đang còn gì á? Con cung sâu. Con sâu hả? Mẹ có đồng gửi không? Từ đây em gỡ, đi em gỡ. Gửi đi chơi. Ok là tu ta ta làm cho đi phải không? Đây mẹ coi cái gì hả đi? Hả đi? Con gì con gì á? Lên. Chị bên cô sâu á hả? Đi chị bên cô sâu luôn rồi. Ghê. Hả? À, tao con cũng gửi, con gửi đây. Ơi. Em cũng còn quá. À ta. À ta à ta. Rồi anh ba gỡ rồi. Rồi anh ba gỡ quà rồi tao tao đứa xong ăn. Cái gom giấy lại nha. Trời trời ơi phụ rồi. Nó đem phụ giấy ngồi xuống đây nè, ngồi xuống đây. Con ngồi xuống đây. Trời ơi nó khứ vui quà mà đi đâu lớp ở đây luôn vậy. Đây là gì? Trời ơi, xe đẹp quá vậy ta. Trời ơi. Này của Ari. Nó. No. Rồi của ai? Có là của con. Con à, rồi. Cảm ơn chị hai. Này con tiếp đi. À. Xin ở xin nữa mà gửi cho, xin nữa mà gửi cho. Xin nữa xin nữa. Quay đi chị hai. Chị hai gửi. Hử? Không bao chơi con. Hả? Chị hai khui cái gì? Khỏi 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 khỏi, gửi đi. Chị biết cho con xuống khỏi đâu không? Ây dần trời quá. Cái gì đó là gì? À đây để làm mà. Để làm vòng đúng không? Vòng đeo tay đúng không? Đưa mang ra coi. Trời ơi coi em rồi, coi em nó mê gì mê cái con à. Con Spiderman kìa. Đưa mang ra coi cây. Cây cây. Đây 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 đây. Không biết có dễ làm không? Con coi nè, con coi người ta chỉ cho làm. À làm vòng đeo tay nè. Này con phải đổi vô cái khuôn này. À nó có nước nè, đổi vô cái khuôn này cho con mới ra thành cái viên này con mới làm đeo tay đây. Đấy. Có mà dễ không? Ừ. Có mà dễ. Thì con phải làm theo cái ni tay của con á. Đây. Chứ mà mày giúp con được không? Rồi chị hai đưa cái hộp kẹ kem ơi. Chị hai có cái hộp quà cái kem đây này, máy làm kem đây, cái máy làm kem đây có nhạc chứ lại có cảm ơn tay thì mai phải đó cái này đó bữa nó mệt si rồi mà lúc mà tặng quà là nó mệt si rồi, cái này có nhạc chứ lại có đèn nữa đấy, cái máy làm kem chị hai nè hả á tan từ từ đó đã kem máy thương quá. Rồi, giờ tới đứa nào nữa? Thôi chị hai còn hợp mấy đứa khi chị hai khui luôn đi. Á tăng đi. Sẽ có xa. Domino. Ông phải cái gì? Thiomino lượng. Thiomino là tới 3 lần. Domino là cái 2 nữa nè, 3 lần. Ủa chơi chơi gì vậy? Á tăng. Cái này là chơi nó bị nhớ băng keo rồi, con xin nhớ băng keo phía sau luôn rồi, phía sau họ để mơ bơi chơi cốc chát cần đó đúng rồi, giống như domino này là domino. Rồi tới Khải. Anh ba ngồi gỡ quà khí thế hả? Wow,
chị hai mở giùm em cái này trước đi chị hai mở với phụ em đi chị hai, chúng ta thôi khỏi luôn, chị hai khỏi luôn đi, tự ta làm được rồi, tự ta làm được rồi, khỏi. Đây của Khải hả? Phải không? Phải không? Của Khải không? Hả? Kệ coi đi, nó mở ra cái gì, nó mở không? Tại của em bé. Rồi ông đang ngồi ông cỡ tiếp rồi đó. Ủa cái thằng con này nhỏ xíu vậy? Rồi cái này của không, cái này của em Khải này, có Khải. Cái này của con nè. Khải ơi, cái này của con nè, chị hai nãy em đúng rồi, chị hai lộn của em rồi. Ủa? Này của Khải, này của Khải. Bà không rồi. Trời ơi, con kia vẫn miệt mài gì ngồi gỡ đồ chơi ra kìa. Nè, này của em đi. Đây, của em đi nè. Gỡ đi. Đây, cái áo của em đi nè. Thương không? Ừ. Cái áo của em gì? Rồi, cái này. Dán nè. Hả? Cái gì? Cái Lego hả? Cái mang ra coi. Ôi, Lego Ninja. Ninja luôn, ghê thiệt. Con đi lại gì? Dạy qua cái dễ thương quá. Đi mang thử coi. Đi mang thử coi. Khải được cái áo của bà, cô Khải cho mang coi. Trời ơi đẹp thế. Trời ơi. Cái đi học hả? Ừ, đây bằng đi học. Ừ. Nhìn với cái quần này, với cái băng tao lông nè, đó. Ừ. 5 tuổi. Xanh 5 tuổi đúng rồi. Có cái này. Con mặt con này già quá rồi, trời cáo thương quá. Rồi bỏ vô ơi. Chị hai mang cho em trai. Trời ơi, ông dạy cũng không biết mang nữa ông già. Vậy ông người ông mang sao? Trời ơi, cái anh ba xếp quần xếp áo rồi, trời ơi. Cái đó, cái đó bài nguyên cái nhà kìa, trời ơi. Được không? Trời đẹp vậy. Mẹ ơi, đau đi đâu? Ừ? Đau đi đâu? Đau hả? Ok, đi lắm mẹ coi. Mẹ chết nữa. Một ghế chồng ra hết kìa. Mẹ con được chơi không? Con được chơi không? Lấy giấy bà hư con chơi mà. Mấy cái này mà chơi là chơi. Hả? Cái này mà chơi là chơi. Cũng muốn chơi, mua ai ba chơi. Mẹ chơi hả? Hả? Cái gì á? Mày được chơi không? Chơi chơi khui đó chơi đi, muốn chơi xe đó chơi đi. Cái bỏ kìa, đó cái đó gom cái đó bài thọ mấy chú chim này. Gom lại để đi em đó mẹ giục bơ bên. Gom lại. Để mấy coi. Trời ơi nó gỡ liền cái thằng quậy nhà tôi rồi. Gom lại. Tặng lấy scissor, một tí đây, bằng làm cho lấy scissor một tí đây. Cái này cho nó lấy này hả? Đây cái máy chèm khu quà Noel đó cái nhà đấy. Đây mày làm cho rành rẽ quá. Rồi kìa chơi coi. Rồi kìa chơi kèm. Không, không có đâu cái mi ấy, không có. Mi thì chị hai trời, trời mấy cái máy làm kem kìa. Sao vớt? Chị thấy. Rồi có ông kia ông chơi đi. Rồi ra thay làm kem, mấy cục kem kìa, đá mấy cục kem rớt ra rồi kìa con. Đây con làm đây. Chị hai làm kem. Chị đầu ra coi kia biến. Chị hai làm cho. Bán cho Kevin kem kìa. Ủa? Gì? Nè cái thùng sao nè con nhìn coi. Ôi đi lên. Con làm kem gì? Con hướng dẫn. Cái này. Con làm trái rồi. Nè. Con mở nắp ra. Kevin à, đừng phá của chị chứ.
Mở ra được. À không, con phải nhét ra cái cục kem như cái này nữa. Ừ, nhưng mà không biết cái này. Kìa, cái lưng hai bên kìa. Con mở đi, con mở cái làm đi. Con dẫn sẽ cho dẫn cái vòng tròn đó bé kìa. Gì vậy Ari? Nghe em rớt kem xuống chưa? Đó. Dạ, mẹ cho mấy kem thương. Mẹ xuống ăn. Hả? Mẹ muốn không? Anh chờ đi kìa. Anh chờ đi kem. Anh chờ đi kem kìa. Cái này hả? Cái này cũng được phải không mẹ? Hả? Ăn không? Ngon không? Mì. Còn kem ngon không? Mì. Ăn gì cho màu lớn. Riêng kem bao nhiêu hai bán kem cho ăn. Mẹ cái này làm cho đi mẹ. Hả? Mẹ bỏ cái này sao vậy? Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà kênh Huyền Phi Cuộc Sống Pháp. Đây cả nhà, bây giờ mấy bạn nhỏ là khu quà Noel là nãy giờ đây cả nhà đó. Coi cả mấy chị em ngồi khu quà với nhau kìa. Bữa nay là 25 nữa nha. Đây, bây giờ là quà hôm qua nay là mấy cô mấy chú đây tặng cho. Đây bây giờ bạn nhỏ là khu quà đây cả nhà. Bạn lột quà nãy giờ đây nè. Đây cả nhà ngồi chơi nè. Quà bán kem nè. Đây cả nhà, con được em chỉ có dạy thêm mình mua quà mình tặng cho mấy đứa nhỏ đó nha. Để mà người ta tặng lại cho con mình. Đây chỉ có gì đó thôi. Để xem nè. Tết thì mình lì xì cho mấy đứa nhỏ nha, thì mình mua quà đó nha. Để xem nè. Mua quà cho nhỏ cả nhà xem nha. Cô chạy bán kem nghe em ơi. Cái này là giày của em nè. Giày nai nè. Giày của em. Em chiên nè. Giày của em chiên nè đấy. Chiên nghịch kìa. Cho đôi giày nai nè. Đấy. Đấy, giày của em. Một cái anh rồi. Con nghĩ thương. Ủa đi, nhưng mắt nó lấy được không mà đi. Anh làm sao, anh làm sao mà con mắt nó đảo được á. Nó nắm đâu mà con mắt nó đảo được. Này à, đâu. À, đè xuống rồi. Nó giữ, mà giữ không? Đây em làm đi, em làm thử mẹ coi. Nãy mẹ thấy con mắt của nó đảo được mà. Con đã nắp buông ra cái dưới. Đưa mẹ coi. Đây, đưa mẹ, đây, buông đi. Nè. Đó. Thấy đầu ra coi bé. Nè, nhấn cái đầu tay xuống nè, đó. Man, cái này có được không? Ừ, cái này. Spider-Man. Nè. Đây hai anh em lựa chiếc xe. Hai anh em lựa chiếc xe giống nhau đây. Đây xe chở khủng long nè đây. Ồ cái đầu khủng long luôn đó. Đó hai anh em giống nhau nha. Đó ốp đây là chở con khủng long nhỏ trong hả? Đó cái đầu khủng long. Con là con gì? À, con khủng long này. À con là con này đúng không? Ơi. Được. Con cái đầu của nó con màu gì hả? Con màu gì màu ve đưa mà coi cái đầu của con khác không? Cái đầu cũng màu ve luôn nhưng mà có màu xanh luôn nhưng mà cái đầu của con tròn hơn, cái đầu của em nhọn hơn. Xem mẹ lúc lên em cũng chứ chính là lên em mà mình có thể đi so sánh. À quả trứng là giống nhau đúng không? Nó không giống nhau thì không được so sánh, nó giống nhau cái quả trứng này so sánh. Quay ok. Cô chị hay ở bộ này thương. Để làm mà dầm đeo tay nè. Cô ăn đi, cô ăn nó mau lớn á. Nè con phải đổ bột vô nè. Nhưng mà đổ nước vô. Nhưng mà để nó đông rồi nè mới làm được. Rồi bán cho cái kem mà. Lộ đó cái kem luôn rồi sao ạ? Bỏ vậy. À bây giờ thôi ha, đừng lật qua phải không? Lật qua nó rớt ha. Rồi. Giờ merci, ngon quá. Là Domino, mình đồ là Domino. Con là. Mẹ ơi con có một cái Domino. Ừ. Đây, đấy. Chà ráp cũng phê rồi nha. Các em nè, các em nè, các em cả. Các em mê
chưa kìa, đã không? Kì kì, con bỏ cái hộp lên trên bàn đi bác kì. Đã không? Rồi mấy chị em khu quà với nhau kìa. Quậy, thằng quậy. Nhẹ nhẹ đầu xong mấy cái bánh xe luôn. Trời ơi, ông con ơi, cấm chơi kìa. Tôi chơi vậy đó. Gọi xám cô luôn à. Bà ngồi ráp ba Lego chơi cho Khải hả? Rồi xong gửi đồ không biết ăn được. Ra đi, áo đi, ra áo đi đây. Ăn của em đi. Mẹ, ơi, ơi. Có. Đây, cô em đi. Nè, cô đi xếp lại. Mẹ xếp lại, mẹ xếp áo của em lại. Áo tăng. Đây này của em, rồi. Đây của anh ba. Chờ con đã. Chờ con làm chi? Muốn coi kìa, coi kìa, rành rẽ không? Mắt rành rẽ không? Này của mẹ. Này mẹ mặc dừa. Này mẹ mặc dừa. Quần này mẹ mặc dừa để mà chị mẹ bận. Áo này cũng dừa luôn, này của mẹ. Mẹ si khải. Sao kỳ vậy? Dừa không? Thôi con phải mặc cái đàng hoàng với con kéo ra cái cổ áo nó thành những cái cổ của con nè. Mà hứa đi, mà hứa, mà hứa, mà hứa, mà hứa. Hả? Lấy đi. Này hộp đồ xe của anh ba nè. Chà, vừa chơi hoành tráng lệ luôn, ghê thiệt, ghê thiệt, ghê thiệt. Ta chỉ ổ dừa luôn kìa đó, đẹp quá trời. Xe ra sao ơi? Trời ơi, đẹp quá ta. Rồi. Người chơi quá quá. Ơi ơi. À, xin đi bằng xin ạ. Để vừa chơi quân bay thương ha. Này có được ơi. Mấy chiếc xe này là 6 chiếc hả? À có thằng máy luôn nè. Ghê không? 6 chiếc xe, xe cùng cọc. Thằng nãy giờ biết miệt mài, vẫn miệt mài chiếc xe này vậy hả? Em ba chỉ cho con làm nè. Con đè sát vô đây nè. Kêu đừng, phải vô khớp chứ con chưa vô khớp rồi. Phải kêu cái tách một cái mới được. Nếu mà làm con kêu cái tách đó. À, rồi. Ủa, đó. Này đè nè, cho đè chỗ này vô nè. Mẹ đã sáng xong chưa? Chị, mấy kem mà mấy kem đi. Đó, rất kem rồi. Kìa, có khách hàng đang mua kem, khách hàng mà áo màu xanh đang mua kem kìa. Khải đưa bộ, Khải có đưa bộ Lego của con anh Khải. Đưa bộ Lego của con cho mày mẹ. Đó, đó cái bộ gì đó, Lego, bộ là Lego á. Con này nó quay được ninja gì, Ninjago gì nè. Ninjago. Đây, cho kỳ công nha. Cấm trẻ em từ 0 tới 3 tuổi. Đây, bộ này cũng kỳ công đây. Lego. Một đôi bán kem cô bé. Bán kem. Bán kem đi. Cái nào cũng được. Con chơi của nó đi. Okay. Lấy của con, lấy của nó. Ở đây. Wait, don't want to spill one. No. Rồi, mình sẽ thành chưa? No, we need money. Cái em rớt thì mới xẹo vậy, sửa lại. Ừ. Đừng có máy có nhạc nữa mà kì. Có nhạc nữa không? Có đèn có nhạc đúng không? Cam, táo với lại chanh. Có ba vị cũng ăn vị orange.
bơm với lại xi thông. Rồi con bấm cái nút này hả? Ừ. Nút. Coi coi coi. Không phải, không mới trái đèn chung với nhau. Trái đèn chung với nhau rồi con. Trời bắn bánh bánh kem. Dễ thương. Mở. Mở cái này ra ha, bỏ kem vô hả? À, mở ra bỏ kem vô cho nó rớt xuống. Nó mở cái kem vô. Chị bắn. Mua kem cho em, kìa kìa, có người mua kem rồi, khách mua kem tới rồi. Khách thì khoái thằng kem nữa. Cho khách này trước, từ cái khách này còn nhỏ, không có khách này ăn kem đấy khách. Nhưng cho tiền nha, nhưng cho tiền nha. Nhưng cho tiền nha. Non, non. Có đàng hoàng. Nè, muốn mắt nào? Đó, muốn mắt nào đó, muốn mắt nào. Đây, mắt này đúng mắt giờ đây men đúng không? Men. Men ha, ok đó. Ngủ. Cháu buồn ngủ hả? Này chắc là buồn ngủ đúng không? Cái này là gì? Còn cái này là con ma đó hả? Còn cái này là prêt à travailler. À, đây là bực bội đúng không? Nó cái là prêt à travailler. À, đi làm á hả? Ừ. Công việc á hả? Phải không? Ừ. Cái em chơi là đuổi rồi ra cái đồng mẹ anh ừ. Anh nó cái đuôi sao đứt. Nó cái đuôi này. Nó cái đuôi này. Rồi, dễ thương quá. Mẹ đưa cứu sao lại vậy? Ừ. Mẹ thích ăn kem nào vậy? Nào cũng được. Mẹ mới mua kem lại bị khách hàng này giành trước rồi. Hai khách hàng đi. Ừ. Bà dẫn mẹ về con trắng nè. Ê, đuối sơ mon, nhẹ nhẹ thôi. Ồ. Chơi mạnh bạo không phải cả thằng chất con. Mẹ, giờ mẹ ăn kem gì đi? Phải bỏ cái này luôn. Thì chẳng cái cái này màu này đây này màu lăng đây rồi sáng này thằng này bán trong đi kem thèm kem nha đấy chị hai người bán kem nó mới bằng nhỏ khu quà Noel đây đó bây giờ miệt mài chơi kìa đấy đấy cái ông này vẫn miệt mài chơi với vậy cái đồ chơi một xíu à. Đâu, khả làm của con ơi. Đây, có quẩy quẩy ra, mẹ có quẩy. Bia ơi, làm không? Quẩy mà quăng văng tới đây luôn vậy. Mày cà cổng, cà cổng em kìa. Nãy nãy nói gì? Nãy nói bật ta dê gì? Hả? Nãy nói bật ta dê gì? À, nãy nói kêu chia sẻ đồ chơi. Hả? Có chia sẻ cái bật ta dê dê với anh chị không? Mày sẽ cháo của ông ai mặc dừa à? Cái gì vậy? Cái hạt gì vậy? Anh đẹp của ai? Ủa gì hả? Anh này của mama. Ôi, ghê, biết làm luôn đãi người ta. Ừ, mặc vô. Biết mặc không? Biết mặc không? À, biết mặc không? Bà nhà chồng nó mới lại quán kem bên kia đùm trồm đất à. Đây. Ừ, tôi sao ai dạy cho con không? Không. Rồi, cười coi. Cười đi. Cười mặt quá cười vậy. Trời ơi, đẹp quá ta. Trời ơi, đẹp quá hả? Đó, tới anh ba bán kem này. Thôi, anh mình quay. Tôi hai chơi của anh ba. Rồi, rồi, bài một đống rồi đó. Lát gom rác rồi mà dục nha. Chị nhẹ thôi con. Nhẹ có cái gì nào? Hả? Nào cũng được. Rồi. Rồi. Đứng sao ra. Rồi. Đứng yên đó mà coi. Đứng im. Cái kìa. Cái ông dài kìa đó. Giống mấy ông hip hop. Giống mấy ông hip hop quá. Rồi đứng dậy coi. Đứng thẳng coi coi. Đứng thẳng lên. Rồi đi. Rồi. Kìa cắm. Rồi. Hả? Kìa kìa, dông dông vậy hip hop không kìa kìa đó. Ủa, có cái này không? À? Được, con mê lần dưới nhau đây, con hãy mê lần dưới nhau.
ngu đơ. Trời ơi, anh ba nằm xuống phía trên luôn rồi. Cho mấy bạn nhỏ chơi. Được không, kia dẫn đi. Ơi ơi, bỏ vô hộp đàng hoàng, bỏ vô hộp đàng hoàng, bỏ vô hộp đàng hoàng đi con. Đang nữa hả? Sao con điệu quá vậy? Ừ, con điệu quá vậy. Vậy mấy ông phải nhảy pop vậy. Tự mang là sao con làm ơi? Cứ đành rẻ mới đó kìa. À, bà mới chỉ chân lần á, à, biết rồi đó. Cái này. Ghê ôi, ghê thiệt, ghê vậy ta, giỏi vậy ta. À, ba làm bà chỉ con đúng không? Giỏi vậy ta. Đẹp. Ủa, đó. Ê, sức đẹp của ta. Nè, nó sẽ có chữ chữ nữa. Nè, nó bị tên. Kẹo chị. Nghe chưa? Nó nói chừng mày dừng lại. Trời, chưa dễ bóc rồi. Thôi tạm biệt cả nhà đi. Xin tạm biệt cả nhà. Đây quên mấy bạn nhỏ tôi qua nhà em một chút xíu rồi. Ray, bye đây. Bye đi. Chị hãy làm cho. Dạ, cười cái. À, qua chị hãy cho con làm. Xin tạm biệt cả nhà. Gọi là cả nhà trong những clip tiếp theo. Cười.